Một cái khách sạn 4 sao chuẩn quốc tế Nha Trang được thiết kế nhiều màu sắc hiện đại, có phòng gym, hồ bơi, spa, massage và buffet sáng miễn phí nha, có phòng tiệc và hội nghị nữa. Phúc đã từng review Ibis Style Vũng Tàu cho nên hôm nay tiếp tục review Ibis Style Nha Trang xem có sự khác biệt nào không nha. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Hôm nay Phúc có plan đi công tác Nha Trang cho nên phải tìm một cái khách sạn tương đối ok một chút xíu để nghỉ ngơi ở thành phố biển này. Phúc chọn Ibis Style Nha Trang nằm tại số 86 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khách sạn này không nằm ngay biển nhưng mà đi bộ ra biển chừng 5-10 phút thôi nha. Thuê một cái phòng Superior City View được khách sạn miễn phí up lên phòng premium double view về biển 50%, tầng 19, có giá khoảng 900.000. Anh tài xế ở phòng standard có giá là 700.000 đồng một phòng thôi. Trong phòng thì có một cái chiếc giường to, nệm êm, ngủ đã lắm. Có sofa dài ngắm biển nè, có bàn làm việc đơn giản. Một cái chiếc TV đối diện với lại giường ngủ, khu để hành lý, chỗ treo quần áo mở và khu tủ lạnh trà nước miễn phí. Phòng vệ sinh thì rộng vừa phải, có bồn rửa tay tròn, được chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ vệ sinh. Như lần ở Vũng Tàu thì mình phải gọi nhân viên mang lên. Phòng vệ sinh thì có bồn tắm đứng, không có bồn tắm nha. Tới Nha Trang cũng chiều cho nên Phúc quyết định đi xuống tắm cái rồi đi ăn tối. Hồ bơi sẽ cùng tầng với lại phòng gym, khu vực spa massage luôn. Phòng gym rộng vừa, có đầy đủ các máy tập luôn, có cả tạ đơn cho các bạn có nhu cầu tăng cường thể thao nha. Ở cái khu spa massage thì Phúc được mấy cái chị dễ thương ở đây cho vào tham quan thôi chứ mình không có sử dụng dịch vụ do Phúc không có thời gian, mà phải công nhận là rộng khiếp luôn, có cả khu xông hơi khô và ướt, có phòng massage gia đình nếu mà các bạn đi chung gia đình nha. Làm một vòng thì Phúc ra hồ bơi phía trước bơi mấy vòng. Ở đây thì có một cái quầy bar nhỏ, hồ bơi dạng tràn bờ. Chiều nay thì có mình Phúc bơi cho nên thấy thoáng đãng nhưng mà hơi buồn. Sáng hôm sau thì mình đi ăn sáng buffet, một cái điểm trừ là ít đồ ăn, nhưng mà mùa dịch cho nên khách sạn nên tổ chức ăn dạng a la carte thì sẽ tốt hơn nha. Sáng nay thì Phúc đi một lèo không có nhiều món á, cho nên hơi khác nếu mà mình so sánh với lại Ibis Vũng Tàu. Các bạn đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều review khách sạn resort để cho các bạn có thông tin tham khảo nha.